Cho cô chú anh chị nha, em còn một cây Sinova 345 này, mới cái lông sơ cái vỏ này, 345 cắt rất là ngon nha, gia đình thì tuyệt vời. Mặt tiền rất là đỏ nha, làm xích xích còn cực ngon nha. Chưa vệ sinh nhưng mà nó còn đỏ quá mọi người, rất đẹp. Làm xích, làm nó mẻ mọi người, làm nó mẻ chỗ này thì em cho cây lam khác nha, với cây lam này nó mẻ chỗ đó. 345 số seri 400-8982. Máy chưa dọn là mình nhìn nó bẩn thì bình thường, vệ sinh chỗ này ra rất là đẹp. Do chế ốc vàng thì mới tính. Ở con này em bao hơi cho mọi người nha, máy bao hơi đủ đồ cho mọi người nha, nó chưa dọn về nên tự dọn đi, giật hơi nè. Ok, máy bao hơi đủ đồ nha. Em thay cây lam khác nhé, chứ cây lam đây nó mỉ ở chỗ, em cho cây lam này đi, cây lam này đi theo luôn chứ không có để lại làm gì. Về mình cắt thử, nếu mà được thì mình cắt, còn không được thì mình thay cái lam khác, thay cái lam của em vào. Nói chung là em cho một cái lam theo, cho một cái lam nó còn nguyên vẹn nha, còn sử dụng được. Lam nhông thôi, mấy cái loại này nó sao lam nhông không. Con này để cho mọi người 1.750.000 nha, 1.750.000, không bao ship nha, làm cho chốt giúp em. Bãi nha mọi người, chưa dọn, chưa đụng chạm hết nhé. Mình chỉ mở bô, mình kiểm tra piston để bao cho mọi người thôi. Rồi, 1.750.000 nha, không bao ship, làm cho chốt giúp em.